Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Phòng chống tham nhũng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ chính trị ban hành quy định mới về luân chuyển cán bộ. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 28 tháng 4 năm 2022, Bộ Chính trị ban hành quy định 65 về luân chuyển cán bộ. Theo đó, việc luân chuyển cán bộ được thực hiện từ cấp trên xuống cấp dưới, từ cấp dưới lên cấp trên, từ địa phương này sang địa phương khác, giữa các cơ quan, tổ chức cùng cấp trong hệ thống chính trị. Đối tượng luân chuyển theo quyết định này là cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý các cấp, cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ cấp trưởng quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị gồm Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Tránh án Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân và cấp trưởng các ngành, công an, thanh tra, tài chính, thuế, hải quan cấp tỉnh, cấp huyện. Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định vừa qua bộ chính trị đã giao cho ban nội chính trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan khẩn trương nghiêm túc nghiên cứu xây dựng đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực ban nội chính trung ương đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia các cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn về phòng chống tham nhũng tiêu cực gửi xin ý kiến các ban bộ ngành địa phương và các thành viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực để tiếp thu hoàn thiện đề án qua góp ý xây dựng, đề án đã có tất cả 63 trên 63 tỉnh ủy, thành ủy nhất trí với chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đề án đã trình bày đầy đủ, đúng đắn, có cơ sở lý luận và thực tiễn về sự cần thiết, căn cứ và nguyên tắc thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực và cũng đã dự thảo các văn bản liên quan đề án nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ từ trung ương đến địa phương tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ hơn nữa hiệu lực hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của toàn đảng toàn dân toàn quân ta theo đúng tinh thần trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt thực hiện nghị quyết số 18 ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn hành 2016-2021, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 16 ngày 25 tháng 2 năm 2022 thành lập đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn hành 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Qua công tác giám sát tại các địa phương đơn vị trên địa bàn tỉnh của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho thấy nhìn chung việc quản lý và sử dụng ngân sách theo quy định của luật ngân sách nhà nước được thực hiện nghiêm túc tiết kiệm. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từng bước đã khắc phục được những hạn chế yếu kém. Việc mua sắm sử dụng phương tiện thiết bị làm việc của cơ quan tổ chức trong khu vực nhà nước, quản lý sử dụng trụ sở làm việc và công trình phúc lợi công cộng tiếp tục được cải thiện. Tài nguyên đất đai từng bước được quản lý khai thác sử dụng chặt chẽ hiệu quả góp phần chống thất thoát lãng phí. Việc mua sắm tập trung của các cơ quan tổ chức đơn vị cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng và tuân thủ theo quy định. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban dân tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn theo đúng mức vốn, danh mục các chương trình dự án trung ương giao. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công hàng năm nhằm thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn được duyệt đồng thời xác định rõ mục tiêu thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công hàng năm phù hợp với hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn của cấp có thẩm quyền và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư. Việc thực hiện tiết kiệm ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2021 đạt được nhiều kết quả tích cực. Số tiền tiết kiệm được liên tục gia tăng qua các năm. Năm 2016, toàn tỉnh đã tiết kiệm được gần 291 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên năm. Năm 2017, tiết kiệm được hơn 310 tỷ đồng. Năm 2018, tiết kiệm được 411 tỷ đồng. Năm 2019, tiết kiệm được 424 tỷ đồng. Năm 2020, tiết kiệm được trên 1,3 nghìn tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên, cắt giảm 70% kinh phí chi hội nghị, công tác phí trong ngoài nước và thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên 6 tháng cuối năm. Riêng năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh, toàn tỉnh tiết kiệm được 601 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên, cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, 10% chi thường xuyên 6 tháng cuối năm. Đồng thời, trong kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 được ban hành tại nghị quyết số 174 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách địa phương theo hướng tích cực, tiết kiệm chi thường xuyên để tăng nguồn lực cho chi đầu tư phát triển. Việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức cũng được tỉnh Thanh Hóa quyết liệt thực hiện. Sau sát nhập, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tinh giản biên chế, Thanh Hóa đã giảm 1.578 thôn bản tổ dân phố, tương đương 26,4%. Hoàn thành việc sát nhập 143 xã phường thị trấn thành 67 xã phường thị trấn, giảm 76 đơn vị hành chính cấp xã. Là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị. Thì bên cạnh những kết quả đạt được thì nó cũng còn một số cái tồn tại hạn chế như là cái việc là một số cơ quan đơn vị uh, xây dựng cái chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí thì nó chưa rõ ràng về mục tiêu biện pháp thực hiện đôi khi nó còn hình thức hay là một số cái dự án uh, triển khai nhưng mà chậm tiến độ uh, kéo dài một số dự án sử dụng đất uh, còn treo hay là một số cái, cái công trình mà không bố trí được vốn thì đến nay phải phải dừng thi công Và tất cả những vấn đề này thì nó gây cho cái vấn đề lãng phí Tuy nhiên việc xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí ở một số địa phương, cơ quan đơn vị còn chung chung, chưa rõ mục tiêu, yêu cầu giải pháp thực hiện. Việc thực hiện các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại một số cơ quan tổ chức đơn vị còn chưa chủ động nghiêm túc nên kết quả đạt được còn hạn chế. Việc quản lý khai thác sử dụng đất đai trong thời gian qua kém hiệu quả nhưng chậm được khắc phục. Tình trạng đất đai chưa sử dụng để lãng phí vẫn còn diễn ra ở một số địa phương. Việc thu hồi các dự án không triển khai thực hiện, chậm tiến độ chưa được thực hiện kịp thời theo quy định của luật đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan. Một số công trình triển khai chậm tiến độ có công trình phải dừng thi công kéo dài gây lãng phí. Qua giám sát thực tế tại một số đơn vị, vẫn còn phổ biến tình trạng lãng phí tài sản công do công sở dôi dư sau khi thực hiện việc sát nhập đơn vị hành chính chưa được xử lý, còn để chống hoặc sử dụng tạm thời vào một số việc. Nhiều đơn vị còn rất lúng túng trong xử lý công sở dôi dư. Trong quá trình thực hiện quản lý sử dụng tài sản nhà nước, vẫn còn có một số cơ quan đơn vị chưa kịp thời thực hiện việc kê khai, đăng ký tài sản. Một số đơn vị chưa chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo tài sản nhà nước. Việc hạch toán tính hao mòn tài sản cố định tại một số đơn vị thực hiện chưa đúng theo quy định hiện hành. Một số đơn vị sử dụng bảo vệ tài sản chưa thực sự có ý thức, quy trình xử lý tài sản chưa được thực hiện đúng quy định. Để cái việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí nó thiết thực hiệu quả hơn thì theo tôi cũng cần phải quan tâm một số cái vấn đề sau đây. Vấn đề thứ nhất là chúng ta cần phải làm tốt cái công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và người dân trong cái việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đặc biệt là cần phải đề cao trách nhiệm của cấp ủy chính quyền mà nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Vấn đề thứ hai là cần phải xây dựng và công khai cái định mức tiêu chuẩn trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí ở các lĩnh vực mà theo quy định của luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí rồi là phải đẩy mạnh cái công tác cải cách thủ tục hành chính mà nhất là cải cách thủ tục hành chính trong cái việc chuẩn bị các dự án đầu tư công để làm sao cho rút ngắn quá trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện tốt cái công tác giải phóng mặt bằng. À, vấn đề thứ ba là cần phải quan tâm hơn nữa đến công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và giám sát việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo quy định của pháp luật. Đồng thời là thông qua thanh tra kiểm tra, giám sát kiểm toán để mà kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những vi phạm trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Những tồn tại hạn chế trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại các địa phương, đơn vị được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa chỉ ra cũng chính là thực tế diễn ra khá phổ biến hiện nay cho thấy công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tuy đã đạt được những kết quả tích cực nhưng chưa thực chất chưa có chiều sâu, đòi hỏi các cấp, các ngành cần nhìn nhận nghiêm túc hơn nữa về vấn đề này. Có kế hoạch triển khai sát đúng với thực tế và yêu cầu mà các văn bản pháp luật của Trung ương, địa phương quy định. Chuyên mục phòng chống tham nhũng tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.